Tôi về đây. Đã về rồi hay sao? Sao thế? Có chuyện gì đặc biệt hả? Đâu có. Chỉ là thấy cô dạo này không tăng ca, cho nên hơi bất ngờ chút. Tôi phải ngày ngày ngủ luôn tại công ty, cậu mới vui hay sao? Bộ có chuyện gì hả? Thật ra như này, anh Lưu hôm nay được đề cử làm phó phòng bảo vệ, chuyên phụ trách trung tâm nghiên cứu và phát triển. Phó phòng bảo vệ, cậu lập tức nhận chức. Bên trung tâm có mấy máy tính bị hỏng, liên hệ với cửa hàng đại lý đến sửa chữa. Tên trộm dùng giấy tờ đại lý giả đổi ổ cứng thật thành ổ cứng giả. Cũng may giám đốc Du kịp thời phát hiện ra. Lúc tên trộm định ra khỏi hầm gửi xe đã bị anh Lưu ngăn lại rồi. Chỉ là một phó phòng bảo vệ thôi mà. Sao mà anh vẫn ở đây? Sợ em không thấy anh, em lo cho anh thôi. Một lát nữa anh phải đến phòng bảo vệ báo danh. Sau này công việc bận rộn lắm, lúc đi làm không dễ gặp nhau đâu. Sao vậy hả? Dũng cảm đấu với côn đồ không bị thương hay sao? Có vợ phù hộ. Hôm nay em về nhà, bà ngoại với bố mẹ sẽ không nhớ mong anh đâu. Tôi bảo họ, anh công việc bận rộn. Ngày mai không bận, mai thứ bảy mà. Thứ bảy. Cho hỏi trưởng phòng có ở đây hay không? Xin nghỉ rồi. Anh là ai vậy? Tôi là phó phòng mới đến. Phó phòng hả? Anh là bảo vệ trong xe dũng cảm đánh nhau với tên trộm. Giỏi lắm, đỉnh lắm luôn đó. Những người khác đâu? Tất nhiên đang làm hết trách nhiệm ở vị trí của mình rồi. Phó phòng, phòng làm việc của chúng ta điều kiện chỉ có thế này thôi. Anh muốn đứng thì đứng, muốn dựa thì dựa. Chúng ta... Tôi nghe điện thoại chút nha. Alo, chẳng phải anh làm nóng nồi trước là được sao? Anh dục cái gì? Được rồi, đến ngày đây. Béo, đi thôi. Đi thôi. Đưa đồ cho phó phòng của chúng ta. Để phó phòng ở đây làm quen với môi trường làm việc. Thực ra trưởng phòng không bị ốm, quen dần là được rồi. Lúc tôi mới đến cũng vậy đó.